Trời ơi, Kiệt ăn gì chưa? Rồi hả? Dạo này sao Kiệt thấy Kiệt đẹp trai dữ vậy? Thế? Đẹp trai mà hớt tóc rồi sao thấy đẹp trai vậy? Mà ấy là hôm nay là Kiệt ăn gì? Con hỏi câu sao ăn chả giò là sao? Thế? Chả giò của ba làm. Chả giò nhà mình bán chả giò thì mình phải đi đi ăn bánh cuốn rồi chứ mình ăn chả giò làm sao được? Hả? Nhà mình bán chả giò là mình ăn hủ tiếu rồi đó, con hiểu không? Đó, như bé Hà nè, nhà bán chả giò nhưng mà hắn lại đi ăn cơm tấm. Mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Mình đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Thì hiện tại là em đang ở địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, ngay chỗ bánh xèo nhí nè ông bà cô chú ơi. Đây là bé nhí bánh xèo. Ba cái của cô đang đổ sắp xong rồi. Cô vô sau mà, cô vô sau chú kia mà. Cô ba ơi. Như xe đi ấy, hay là cái đoạn đường dưới kia nó ngay khúc kia làm đường ta, nói chung nó cho xe chỉ về hướng này. Hả? Bánh xèo đi. Dạ. Ủa mà chú chưa về luôn hả cô? Bữa nay chú làm công trình về trễ hả? Không nói gì đúng không? Rồi ok. Không. Không phải, chứ đâu có nói bình thường, để là đừng nói. Chị bạn ơi. Ok. Có tức bi đúng không mày? Ok. Chăm nhẹ đúng không mày? Chăm chụp. Thế nào rồi, con mới đổ cái gì đâu? Rồi ba bánh xèo cho cô kìa con. Ba cái đủ cho bà, đủ cho cô luôn ạ. Có anh kia anh kêu là chồng của ba đi đâu vậy? Anh comment đó. Đứng chỗ đây vô xét quá rồi cũng sợ nha, xe nó chạy luôn. Cả cái tay lái cái là vô lưng liền á, không giỡn đâu. Video này là của Kiệt nha. Một cái nữa anh. Dạ. Dạ, có vô liền anh, có vô liền. Đây, con thử bánh nào chín chưa đem cho vô chú coi. Đổ được nhưng mà chưa có ra liều lượng sao để cho có lời với ấy không? Lỡ dùng quá tay cái bà nội lỗ nữa. Này gặp chú Long dễ thương bán đầy chén á. Chú Hà dễ thương hơn bán chén gỡ. Chú gì bán nửa chén tới chị luôn. Rồi bánh xèo chín chưa? Vô chưa? Dạ chờ em 3 phút là có liền. 3 phút có bánh xèo. Tranh cách. Cách luôn. Dạ. Vô nhà luôn hả? Đây đậu đây được anh. Dạ đây được. Trong nhà đang chặt quá. Anh đậu ở ngoài đây được không sao? Có người coi. Đó, đây vô lao xịt con bay cũng được. Không chỗ đó không được. Hai cái trước. Dạ, vô đó luôn anh. Rồi, cách đây luôn. Cách đèn tối.
ăn tại chỗ anh hả? Hay là dạ anh ăn tại chỗ hay là mang về? Dạ anh để xe đó được rồi, không sao hết. Rồi Kiệt ơi, mang bánh vô cho cô chú này mà Kiệt. Đây là cô chú ở ngoài nè. Dạ được không sao em? Nha, để ý cái lưng nha. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Giá bánh xèo là 35k một cái. Ngoài ra thì còn có bánh xèo chả, còn có chả giò. Bánh xèo chả giò. Khách vô mấy bánh đó. Dạ, dạ, dạ. Được. Ừ. Thiếu tự tin thiệt chứ, đứng là ở cái đứng hả? Ờ. Bạn ở lại đích đi nhé. Có bánh xèo thịt vịt á. Bởi vì nữa, nhiều lúc mình đứng xe nó cái tay cái chân trống cái tay tay lái á. Vịt vô một cái là mình qua đây. Đem bánh xèo vô cho khách kìa. À bánh khách chờ quá trời, có bánh rồi. Này, hôm nay em bận đồ,
nay bận đồ sặc sỡ quá. Có xe. Cảm ơn hai bạn nha. Rau 4 cái luôn kìa. Rau 4 cái mang về kìa. Rau 4 cái kìa con kìa, rau 4 cái nè. Có rồi. Đó chưa? Bốn cái. Ừ. Có đi ra ngoài luôn kìa. Hết luôn. Kìa. Bánh mì, anh ăn bánh mì. Ủa hồi nãy ông nội mua bịch rồi mà. Hồi nãy ông nội mua snack. Vậy hả? Năm cái bánh xèo nữa. Vô luôn. Tức là từ đổ bánh xèo không kịp luôn. Còn nữa chưa? Bốn cái kia rồi nè, bốn cái kia trước. Hai cái hộp dịch. Bốn cái kia trước. Chuyện lệ đứng lôi cui nguy hiểm quá. Bốn cái bên này trước. Bên này 5 cái, bên kia 4 cái, rộn ràng. Cô ba lên chảo thêm rồi. Từ nãy mình nhắc nhở cô ba mấy lần rồi mà cô thấy cô ba vẫn chưa động tĩnh. Nói chung là hình ảnh đồ người ta nói là hình ảnh đồ ra ngoài đường người ta còn nhìn thấy. Ơi mấy anh phải cảm ơn em nha, cảm ơn em like cho em, chia sẻ cho em nha, chứ còn không là từ nãy là nhìn không thấy luôn á. Thôi em qua đây em quay nha, bên kia thấy ấy quá rồi. Bên kia là em không nói chuyện rồi. Cái hàng nó nói là cần phải có lát cầu càng ngã rồi.
Đây chào, bữa nay mới phát hiện nghe cô ba chấm cái chim ba ly cho nó gần nè. Viên hậu tròn ba ly luôn. Dữ dàng luôn, về luôn cái bà nội, về luôn. Về. Hẹn hẹn tối nay đi mình có gì cái gì. Mấy giờ? 4 giờ sáng hả? 4 cái. Bây giờ đang chờ là 9 cái bánh xèo. Dạ. Đang chờ là 9 cái bánh xèo. Sau một hồi chú Long nói qua nói lại quay cô ba là hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì theo nguyện vọng của các anh á, thì quay phải cận cảnh, rồi hình ảnh phải rõ nét, rồi chỉnh mờ đồ, mụn đồ là phải xóa hết vết nhăn mụn đồ. À, nên là em cái máy em đang mới vừa chỉnh chế độ nha, máy Sony nét như Sony mà. À. Rồi 4 cái kia 5 cái. Coi trong nhà nữa con, trong nhà coi. Ủa, xe lạng vô phía trong nguy hiểm quá. Cô ba là bắt đầu ra đổ bánh xèo là từ ngày mai là bắt đầu là đổ bánh xèo liên tục luôn nha. À, từ ngày mai là bắt đầu đổ bánh xèo liên tục luôn. Nói chung là hốt cơ chả giò. Kênh chú Long là gọi là hốt cơ chả giò, kênh của chú Hà là hốt cơ bánh thịt chích. Thịt chích nó sao sao á hả? À, nó cắn cắn cho. Ủa, giờ này là kẹt xe ta, kỳ lạ ta. Bây giờ là 6 giờ, hơn 6 giờ một xíu. Giờ là 6 giờ 20. Dạ. Dạo này em quay cũng rất nhiều các video, các món ăn ẩm thực á. Đây là cũng mong là ông bà cô chú. Ồ, khách vô. À, không kịp luôn kìa cô ba ơi. Không kịp. Cũng mong là ông bà cô chú anh chị và các bạn ủng hộ nha. Xem nhớ like, chia sẻ. Năm cái. Nói chung là từ nãy vỡ trận á hả? Làm liên tục á. Bé Hà với cô ba không kịp uống nước á. Đâu? Ông vô ăn chay mua gì á. Ngày nào cũng bán như thế này thì bé Hà đỡ vất vả hơn xíu. À, nói lâu mồ hôi kìa anh Hà. Mới nay là chú Hà là không có đời nào mà vớn đận nữa. Mới mua cái cục sạc dự phòng. Lâu rồi mà không xài. Không xài hả? Mà xài kiểu đó là dễ bay pin lắm. Phải mua lại cái máy mới á. Rồi để rút ra. Xài kiểu đó là bay luôn pin luôn. Bởi vì cái máy đó là cái cục sạc của anh nó nhỏ đó. Này cái máy quay của chú Hà nè. Nó siêu nhỏ luôn á. À. Rồi một bánh nữa là đủ 5 bánh cho anh trai về trước rồi bắt đầu cho khách vô. Mình không chọc cô ba thì cô ba cứ cắm cúi làm thôi chứ đâu có nói chuyện gì đâu. À. Bé Hà là buồn không muốn nói rồi. Qua cô ba mà buồn không muốn nói nữa rồi thôi. Ê, hả? Lên. Đã. Thôi
hết thời trò, hết thời trò. Năm bánh. Hồi nãy mới khách vô đó ông nội. Khách năm bánh cho anh đó rồi. Chào chị. Chào chị. Trả lời cho anh vui coi. À. À. Mình đã tìm ta, mình đã tìm mẹ bạn của mẹ bé Hà, quanh bạn của bé Hà. Mẹ của bạn bé Hà. Tôi từng hay bán vé số cũng như là đi lộn ve chai. Đi. Đi ngang qua là cô cũng ở gần đây. Bán xèo thì dịch sao mà giờ còn đóng thì dịch. Ôi bánh xèo kìa, mấy cái anh? Hai cái nữa, hai bánh. Chung là đổ từ nãy không có bánh xèo luôn á. Cô Ba với bé Hà đổ bánh xèo sao hôm nay không có bánh xèo để bán luôn. Mấy bữa là dư quá trời. Mừng nha ông bà cô chú. Trộm vía, trộm vía. Ngày nào cũng như thế này là trộm vía. Không phải ra tim mà. Chú lên 3 mét, 5 mét là chú không thấy rồi. Cái đó là gọi đòn hả? Mình đã biết rồi mà cố tình giải thích. Mọi người đều biết hết mà cố tình, có người cố tình để giải thích. Giận cho bé Hà là chú Long phải thích bé Hà nhất á. Trong các bé đổ bánh xèo á, chọc bé Hà cho vui thôi chứ còn bé Hà là giỏi nhất á. Giỏi nhất nhà đó, chịu khó nhất nhà đó. Nhưng mà lì thì cũng nhất nhà. Đổ bánh xèo thì lâu lâu bị cháy cũng như là tôm á. Đâu để tôm thử nấu tôm. Đó, nói gì nó khen có một xíu rung tay liền. Đổ cái bánh xèo nó hơi bị ái ái liền. Ba cái hả? Chọc thôi chứ bé Hà là giỏi nhất rồi. Theo thân từ 1 đến 6, chú Long cho số 6 là số cao nhất. Là số là VIP. VIP ruột hả? VIP ruột. Số 1 là chỉ là số 1 thôi, còn số 6 mới là gọi là số 6. Đó, bánh xèo luôn. Bữa nay bé Trâm Anh, bữa nay bé Trâm Anh nó ra nó lạng cái rồi nó đi vào mới nó chạy vô. À. Đấy, khách vô. Vô khách vô, khách vô. Trả giò nè. Dạ. Anh ơi, trả giò không anh? Có trả giò 6.000 cái. Không mà. Rồi dính bóng quyền rồi. Khách luôn, khách này mới xèo hay là cơm á, để biết co xe nha. Anh xèo, anh xèo không, nó cơm. Nghe cây xe trắng nè, ơi, qua cơm á.